Bộ Y tế cũng vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương về việc kiểm tra phòng dịch COVID-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các xe vận chuyển hàng hóa lưu thông tại các tỉnh thành. Đối với địa phương đang thực hiện chỉ thị số 16 thì tài xế và nhân viên đi cùng xe phải có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày, tức 72 giờ. Những xe đi từ khu vực áp dụng chỉ thị 16 đến những khu vực có cấp độ phòng dịch thấp hơn nhưng quá 72 giờ kể từ khi xuất bến thì được tạo điều kiện để xét nghiệm nhanh tại nơi tập kết xe. Chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm cho tài xế và nhân viên đi cùng tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa và đảm bảo chặt chẽ, khoa học, thuận lợi, không gây ùn tắc giao thông. Các sở y tế ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho tài xế và nhân viên đi cùng trên xe chở hàng hóa, đặc biệt là những xe đi các tuyến vận tải bên trong hoặc ra vào khu vực thực hiện chỉ thị số 16. Miễn phí bộ kit xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho tài xế và nhân viên đi cùng trên xe có giấy nhận diện phương tiện theo thời hạn tại các điểm tập kết hàng phương tiện.